Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình chiến sự Nga-Ukraine vẫn đang ngày một leo thang, sĩ quan lực lượng Ukraine, Gennada druzhenko mới đây đã tiết lộ chuyện xảy ra với binh sĩ nước này ngay trên chiến trường. Vậy điều khiến binh lính Ukraine lo sợ là gì? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Trong một cuộc phỏng vấn với cựu phó Vrkhov Narada, hội đồng tối cao Boris Lab Bereza, sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine Gennada Druzenko phản nàn trong hai năm rưỡi chính quyền Kiev thậm chí không cố gắng thông tin đầy đủ về lý do vì sao những người lính Ukraine lại xảy ra mâu thuẫn. Vị sĩ quan này cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể tiếp cận biên giới năm 1991, đồng thời tiết lộ rằng quân đội Ukraine mất hàng trăm nghìn binh sĩ vì mục đích không rõ ràng. Không dừng lại ở đó, ông Drusenko cũng đưa ra câu hỏi liệu chúng ta, những người anh chị em của chúng ta có thực sự hy sinh mạng sống và sức khỏe của mình để chiến đấu vì lý do không rõ ràng không? Theo tờ Financial Times, dẫn lời quân đội Ukraine ngày 23 tháng 9 đưa tin, tổn thất của lực lượng Ukraine ở mặt trận đang lớn hơn trước. Như ấn phẩm đã lưu ý, lý do cho điều này là do giao tranh khốc liệt hơn và hậu quả là áp lực tiếp tục từ Nga. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 9 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 105 quân nhân trong một ngày trong khu vực hoạt động của nhóm lực lượng phía Bắc ở khu vực Kharkov. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. Thưa quý vị, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley mới đây cho biết, diện tích mà Ukraine chiếm được tại Kursk chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ Nga với ba sườn bị hở, chiến dịch xâm nhập qua biên giới của Ukraine đi kèm với rủi ro đáng kể. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, được coi là canh bạc táo bạo nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng, cuộc tấn công đã tạo ra một đòn tâm lý với Điện Kremlin khi Ukraine xâm nhập lãnh thổ Nga, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Ukraine tuyên bố lực lượng nước này kiểm soát gần 1.300 km vuông lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga với 100 khu dân cư. Nhưng ông Mele đánh giá, diện tích mà Ukraine chiếm được chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ của Nga. Với ba sườn bị hở, chiến dịch xâm nhập của Ukraine đi kèm với rủi ro đáng kể. Ông Mele cho biết, quân đội Nga có thể tập trung lực lượng, cắt đứt các tuyến tiếp tế, cô lập và đẩy lùi Ukraine. Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin sẽ phát động một cuộc phản công lớn để giành lại lãnh thổ của Nga hay không, ông Mele trả lời, ít nhất đó là một trong những khả năng có thể xảy ra trong những tháng tới theo giới phân tích tổng thống putin đang theo đuổi một chiến lược lâu dài dựa vào lợi thế áp đảo về số lượng binh sĩ và vũ khí để dần dần đánh bại ukraine trong khi đó tổng thống zelensky đang cố gắng rút ngắn cuộc chiến bằng cách đưa xung đột trở về đất nga tuần trước ukraine đã triển khai máy bay không người lái phá hủy một kho vũ khí lớn của nga ông zelensky cũng hối thúc phương tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa do mỹ sản xuất chống lại các mục tiêu ở Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chúng ta cần có khả năng tấn công tầm xa để buộc Nga phải tìm kiếm hòa bình. Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, gọi tắt là ATACMS, với sức công phá mạnh nhằm vào các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea. Theo ông Milley, tầm bắn của tên lửa ATACMS là khoảng 300 km. Ông cho biết, về cơ bản, bạn có thể phóng từ Washington, DC đến thành phố New York. ATACMS được dẫn đường bằng GPS và mang theo đầu đạn nặng 227 kg. Ông Melley lưu ý, tên lửa này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tại bất cứ nơi nào nó tấn công, nhưng nó sẽ không thể phá hủy toàn bộ kho vũ khí, một lữ đoàn hay sư đoàn của đối phương. Tổng thống Zelensky cho biết, ông cần ATACMS để chống lại các cuộc tấn công bằng bom lượn được tiến hành từ những căn cứ bên trong nước Nga. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng đã quá muộn để làm điều đó. Nga nhiều khả năng đã di chuyển máy bay ném bom lượn của họ ra khỏi phạm vi tấn công của Atacms. Vẫn còn những mục tiêu quân sự khác của Nga nằm trong phạm vi tấn công của Atacms, nhưng Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc tấn công các mục tiêu đó sẽ khiến Mỹ và NATO bước vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Ông Milley nhận định Tổng thống Putin đang đưa ra lời đe dọa rõ ràng đối với NATO. Đây là thời điểm quan trọng trong một cuộc chiến mà cả Nga và Ukraine đều chịu thương vong lớn, đồng thời đang xa lầy trong bế tắc. Ông Milley lưu ý khả năng Nga tiếp tục đưa quân ổ ạt vào Ukraine rất khó xảy ra. Tương tự khả năng Kiev buộc Moscow phải rút hàng trăm nghìn binh sĩ ra khỏi lãnh thổ nước này để bảo vệ Kursk cũng khó thành hiện thực. Tổng thống Zelensky đang đặt cược vào một canh bạc mạo hiểm, cho rằng các tuyến phòng thủ vốn đã mỏng manh của quân đội Ukraine ở trong nước sẽ giữ vững khi ông mở một mặt trận mới bên trong nước Nga. Cựu chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng, Tổng thống Zelensky đã chấp nhận rủi ro được tính toán để đưa Ukraine vào một vị thế mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán tương lai. Một phần rủi ro là liệu Mỹ với sự chia rẽ sâu sắc giữa các đảng phái về mặt chính trị và một cuộc bầu cử đang đến gần có tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga hay không. Dự kiến, nguồn tài trợ cho các loại vũ khí mới sẽ hết hạn vào cuối tháng 9 năm 2024. Ông Mele cảnh báo, nếu vì lý do nào đó, châu Âu hoặc Mỹ không thể tiếp tục viện trợ Ukraine và nguồn viện trợ bị cắt đứt, Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn để duy trì các hoạt động quân sự. Quân đội Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, bị áp đảo về hỏa lực, quân số và dần mất đi lợi thế trước Nga sau nhiều tháng không nhận được thêm vũ khí. Ông Zelensky cho biết Ukraine đã sử dụng tất cả những gì có thể. Chúng tôi cần 14 lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu, nhưng chúng tôi thậm chí không đủ đạn pháo để trang bị cho bốn lữ đoàn. Nếu như Nga có thể bắn 12 viên đạn, thì chúng tôi chỉ có thể bắn một viên. Nhà phân tích chính sách đối ngoại Fared Zakaria lưu ý khi đề cập viễn cảnh mà cựu Tổng thống Trump thắng cử. Ukraine cần sự giúp đỡ trên mọi mặt trận, gồm kinh tế, chính trị và quân sự, và họ cần sự giúp đỡ đó ngay bây giờ. Chính quyền Tổng thống Biden nên nhận ra rằng có khả năng 4 tháng viện trợ tiếp theo sẽ là sự giúp đỡ lớn cuối cùng của Mỹ đối với Ukraine nhà phân tích Zakaria phát biểu với CNN. Nỗi lo ngại lớn nhất của Ukraine không phải là thiếu quyết tâm chiến đấu, mà là sự suy giảm viện trợ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Trong một diễn biến khác liên quan, kể từ tháng 10 năm 2022, Nga đã tiến hành hơn 1.000 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra mối đe dọa đáng kể đến sự ổn định của hệ thống. Chính vì vậy, trong báo cáo mới nhất, cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết, Ukraine sẽ phải trải qua một mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA ước tính rằng Ukraine đã mất hơn 2 phần 3 công suất sản xuất điện kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào đầu năm 2022. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Mykola Kolisnik phát biểu trên sóng phát thanh quốc gia cho biết, kể từ tháng 10 năm 2022, Nga đã thực hiện hơn 1.000 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự. Tất nhiên, điều này ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống điện. Mặc dù thực tế là ngày nay chiến dịch sửa chữa lớn nhất vẫn đang tiếp tục. Trên thực tế, chúng tôi tập trung vào việc khôi phục hoạt động của các cơ sở năng lượng có thể sửa chữa được. Moscow bắt đầu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 sau vụ đánh bom cầu Crimea của Nga. Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào tháng 3 năm nay, tấn công các nhà máy điện và cơ sở phân phối trên khắp Ukraine để đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev và các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga theo IEA, làn sóng tấn công năm nay đã khiến khả năng tạo ra đủ điện của Ukraine trong thời gian, nhu cầu cao điểm vào mùa đông bị đe dọa. Cơ quan này lưu ý rằng, trong khi tình trạng mất điện luân phiên và các gián đoạn cung cấp khác đã thực sự trở thành chuẩn mực vào mùa hè, thì mùa sưởi ấm có thể mang lại sự gián đoạn nghiêm trọng hơn nữa đối với các bệnh viện, trường học và các tổ chức quan trọng khác. Giám đốc điều hành IEA Fatih Biron tuyên bố khi trình bày báo cáo, Tình hình ở Ukraine là một trong những vấn đề an ninh năng lượng cấp bách nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống năng lượng của Ukraine đã vượt qua được hai mùa đông vừa qua, nhưng mùa đông năm nay sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. IEA đã đưa ra một kế hoạch hành động gồm 10 điểm nhằm hỗ trợ Ukraine giải quyết các vấn đề an ninh năng lượng cấp bách của nước này. Các biện pháp được đề xuất bao gồm cải thiện an ninh vật lý và an ninh mạng của cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị và phụ tùng thay thế để sửa chữa, đầu tư vào hiệu quả năng lượng và tăng cường nhập khẩu điện và khí đốt từ EU. Ước tính về mức độ mất công suất phát điện của Ukraine rất khác nhau. Nhưng hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng việc cắt điện và mất điện là điều không thể tránh khỏi trong mùa đông năm nay. Phát biểu cùng với ông Biron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng các cuộc không kích của Nga đã phá hủy khoảng 9 gigawatt cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, tương đương với công suất của ba quốc gia vùng Baltic. Bà tuyên bố rằng EU có kế hoạch phân bổ 160 triệu euro, tương đương 178 triệu đô la từ số tiền thu được từ các tài sản của Nga bị đóng băng trong khối để giúp Kyiv giải quyết các vấn đề về năng lượng. Bất chấp những cảnh báo liên tục của Moscow rằng việc khai thác các quỹ của họ cũng giống như hành vi trộm cắp. Ngày 21 tháng 9, bà von der Leyen đã đến Kyiv với kế hoạch thảo luận trực tiếp về tình hình năng lượng với ông Zelensky. Nga khẳng định rằng các cuộc không kích của họ không nhằm vào dân thường. Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng mục tiêu của họ khi nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng là làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine và khả năng triển khai quân đội và thiết bị mới ra tiền tuyến. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.